Hi, so in this class, Wendy and I, we've been helping the kids work on their speech and conversation. So we've been doing a lot of question and answer games and activities. This has been going really well so far. Xin chào anh chị, thầy là Mike và em là Huỳnh Như, là giáo viên làm bài trực giảng của lớp CK2.47. Ở lớp này thì thầy đã cho thực hành rất là nhiều cái câu hỏi cũng như là các trò chơi và hoạt động để các bé có thể tiến xa hơn trong cái việc nói phát âm và nói tiếng Anh. For Ken, he's been doing really well. I think, to be fair, when he first came, his attitude wasn't the best, but he's really improved that now, so I'm very happy with that aspect of it. Đối với bạn Trí Việt, ban đầu thì bạn Trí Việt cũng có cái thái độ không được tốt lắm. Tuy nhiên thì bây giờ thì cái thái độ của bạn Trí Việt đã được nâng cao hơn và bạn đã trở thành học sinh rất tốt của lớp. And he's been absent a little bit more than some other students, so I think if he wasn't if he wasn't absent so much, he'd probably be up with the rest of the class. Trước việc thì cũng có nhiều buổi bán, tuy nhiên thì em đã cố gắng để có thể đạt được cái mức độ với các bạn người lớn. So overall, we're really pleased he's doing well. If there's anything he can work on, we'd definitely say, chat less in class and chat, chat at break time. Or when everybody's finished their work. Trí Việt đã làm rất tốt, nhưng mà có một điều thầy muốn nhắc Trí Việt đó là con nên nói ít hơn.